Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ nói về hành trang để giúp mọi người có thể ra nước ngoài, đặc biệt là các nước như thực tập sinh ở Đan Mạch, du học Đan Mạch hay là thực tập và du học tại Singapore nhé. Và bắt đầu thôi. Sẽ có rất là nhiều thứ mà chúng mình cần chuẩn bị trước khi bay. Đầu tiên có thể kể đến là chúng mình sẽ cần phải có một cái thẻ ngân hàng thanh toán Visa hoặc là Mastercard. Thẻ này thì mình thấy là hầu hết ngân hàng nào tại Việt Nam bây giờ cũng đã phát hành rồi. Mọi người có thể đến cái ngân hàng mà mọi người cảm thấy uy tín nhất, hoặc là một cái ngân hàng mà mọi người cảm thấy thân quen ấy, để mọi người yêu cầu mình có cái thẻ này, đó, thẻ Mastercard hoặc là thẻ Visa nhá. Đối với cái thẻ này thì mình sẽ dùng để làm gì? Thứ nhất đấy là mình sẽ sử dụng để mình thanh toán trong thời gian mọi người ở nước ngoài mà chưa có làm được thẻ ngân hàng ở nước ngoài. Để lấy ví dụ như ở bên Đan Mạch, trong những cái tháng đầu mới sang thì khi mà làm thẻ ngân hàng tại Đan Mạch thì chúng mình thường mất khoảng tầm ít nhất là 40 ngày mọi người ạ. Thế nên trong vòng 40 ngày đó thì chúng mình ngoài tiền mặt, đấy là cái lựa chọn đầu tiên ra, thì chúng mình còn có thể thanh toán bằng thẻ Mastercard hoặc thẻ Visa một cách dễ dàng ở tất cả các điểm bán luôn. Thế nên rằng việc làm một cái thẻ như này thì sẽ giúp mọi người rất là nhiều trong vấn đề thuận tiện trong việc mua bán. Người có thể nhận lương thông qua thẻ này luôn cũng được. Đấy là phụ thuộc vào cái phía bên chủ hoặc là phía bên công việc của mọi người đang làm việc. Điều này đặc biệt quan trọng và cần thiết nhất là dành cho các bạn du học sinh. Bởi thời gian đầu mới sang thì các bạn sẽ cần phải sắm sửa rất là nhiều thứ hay đóng một vài cái phí bổ sung cho trường chẳng hạn. Thế thì khi mà có thẻ Mastercard hay Visa nó sẽ tiết kiệm cái phí thanh toán của mọi người về mặt ngoại tệ. Cái thứ hai là cũng rất là nhanh chóng và tiện lợi nữa. Thì mọi người hãy đi làm một cái thẻ này trước khi sang nước ngoài nhé. Mình nhớ thời gian làm thẻ hình như có thể có luôn trong ngày đó. Thì mọi người có thể làm trước khi mà bay khoảng tầm 2 tuần đến 3 tuần. Điều thứ hai đấy là đối với các bạn thực tập sinh chẳng hạn như ở bên Singapore hay là ở bên Đan Mạch như mình đang làm, thì mình khuyên các bạn là các bạn sẽ đổi một số lượng tiền nhỏ nhỏ để qua nước đó mình có thể tiêu dùng. Mình lấy ví dụ là đối với những bạn thực tập sinh hay du học sinh Singapore của mình á, thì mình hay khuyên đấy là trong tháng đầu tiên khi mà em chưa có việc này, hoặc là mình có việc rồi nhưng mình chưa có lương ấy mọi người, thì mình nên đổi ở Việt Nam trước từ khoảng tầm 1 đến 2 ngàn sing đó, để mình đem qua bên Singapore mình dùng. Với cái số tiền này thì mọi người có thể chi trả cho cái sinh hoạt phí này, ăn uống hay là di chuyển mọi thứ ở trong tháng đầu tiên đó, để mình có thể ok vẫn sinh sống được trong cái tháng đầu tiên khi mà mình vẫn chưa có việc và chưa có lương. Tùy vào chi tiêu của mọi người thì mọi người có thể đổi những cái số tiền mà mọi người cảm thấy là nó phù hợp với bản thân mình. Giống như các bạn sinh viên thì mình nghĩ là tiết kiệm thôi ấy, thì bạn ấy sẽ đổi từ tầm 1.000 đến 2.000 sing. Còn đối với những bạn nào mà đã đi làm rồi và có cái nhu cầu tiện mua sắm nhiều hơn thì mình nên đổi từ 2.000 đến 3.000 nhé. Cái lưu ý thứ ba đó là các bạn hãy kiểm tra và khám sức khỏe của mình trước khi bay để đảm bảo rằng mình khỏe mạnh và mình không bị mắc những cái bệnh truyền nhiễm hay là những cái bệnh gì nó quá nghiêm trọng. Thế mình để chỉ kiểm tra mục đích là mình biết là mình khỏe mạnh thôi. Nếu mà mình muốn tiêm phòng các bệnh cúm chẳng hạn trước thì mình cũng nên tiêm phòng ở Việt Nam, bởi vì ở Việt Nam thì nó vừa rẻ hơn, cái thứ hai là nó vừa nhanh hơn nữa. Ở Đan Mạch hay là ở Singapore thì các bạn cũng sẽ phải đợi và đóng cái phí khá là cao. Một cái sự thật mà mình nghĩ mọi người nên biết đấy là cái chi phí khám mắt này hay khám răng ở bên nước ngoài, mình ví dụ như ở Singapore và Đan Mạch, thì nó khá là đắt đỏ. Nên mọi người nên khám trước ở Việt Nam về mắt, về răng. Hoặc nếu mà mọi người có nhu cầu thì hãy cắt cái kính cận của mình trước ở Việt Nam, hoặc là khám răng một cách kỹ càng đi. Chứ khi mà sang Singapore hay là sang bên phía Đan Mạch mà mình mới khám ấy, thì cái chi phí đội lên rất là cao luôn. Mình có một cái chị bạn này là người Singapore, ở Singapore luôn, thì chị cũng bảo là cái chi phí để mà khám răng, nhổ răng ở Singapore rất là đắt tiền luôn ấy. Mình ví dụ ở Việt Nam mình nhổ một cái răng khôn đi thì mất chắc là tầm 2, 3, 4 triệu gì đó. Nhưng mà nếu mà sang bên Singapore mọi người đi nhổ răng khôn nhá, thứ nhất là đã phải đợi rồi này, đợi lâu. Thứ hai là mọi người khi mà nhổ thì mất khoảng tầm 10 triệu tiền Việt mọi người ạ.
Trời ơi, mình thấy là kiểu nó đắt gấp đôi, gấp ba luôn ấy. Hơi buồn cười một chút, bởi vì mình đang bình thường thôi thì mình cũng rất là ngại đi khám mắt, khám răng đúng không mọi người? Đấy, nhưng mà nếu mọi người nghĩ xa hơn một tí là nếu mà chẳng may sang Singapore mà mình bị đau răng mà hay mình đau mắt chẳng hạn đó, thì khi mà khám nó rất là mắc, nên mình nên đi kiểm tra ở Việt Nam trước nhá. Bởi mình thấy là ở Việt Nam cũng nhiều cơ sở mà ra kiểm tra mắt, kiểm tra răng miễn phí luôn. Đấy, mình tranh thủ mọi người ạ. Tiếp theo lấy từ kinh nghiệm xương máu của mình nha mọi người, đấy là trước khi ra nước ngoài mọi người cần phải scan các giấy tờ học tập này, bằng đại học, bằng cấp 3, bảng điểm các thứ, các giấy chứng nhận, chứng chỉ này kia này, hộ chiếu, chứng minh thư, mọi cái giấy tờ liên quan đến cái việc apply hồ sơ những cái chương trình này hoặc chương trình khác ấy, mọi người phải scan và tải nó lên Drive nhá, để mọi người có thể lưu lại những thông tin này. Bởi đôi khi thì khi mọi người ở Đan Mạch rồi và mọi người muốn apply một cái chương trình nào đó khác, hay là mọi người ở Singapore mọi người muốn đi đâu đó khác chẳng hạn, hay là mọi người muốn học thêm ở Singapore luôn, thì mọi người không có cái giấy tờ gốc thì nó rất là khó để mình có thể nói chuyện được với cả những cái phía bên công ty về dịch vụ hoặc là phía bên trường chẳng hạn. Nên là khi mọi người scan như vậy thì nó sẽ lưu cái giấy tờ của mọi người và mọi người có thể sử dụng bất cứ khi nào mà mọi người cần. Điều tiếp theo sẽ liên quan đến cái networking và cái cuộc sống của mọi người ở bên Singapore hay ở bên Đan Mạch như thế nào. Đấy là mọi người hãy cố gắng join vào những cái group về cộng đồng người Việt chẳng hạn, hay là du học sinh, thực tập sinh ở bên Singapore và bên Đan Mạch, để mọi người có thêm những cái sự kết nối và có thêm những mối quan hệ khi mà mọi người ở bên nước ngoài. Nó sẽ thực sự rất là có ích đó mọi người ạ. Bởi vì ở đây thì khi mà mình xa quê ấy, thì cái việc mình gặp đồng hương hay là gặp những người mà có cùng ngôn ngữ, có cùng tiếng nói với mình, nó thực sự rất là trân quý. Tham gia vào những group như thế này sẽ giúp mọi người có cái khả năng là mình có thể kết bạn với nhiều bạn mới hơn này, tìm được những cái người bạn mình có thể chia sẻ hay là giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, đặc biệt là nhận sự hỗ trợ từ những cô chú hay là anh chị đã ở bên Singapore, Đan Mạch lâu năm rồi. Sau khi chúng mình đã tham gia vào những cái group cộng đồng như thế này thì mọi người cần làm một điều nữa rất là cần thiết, đấy là mọi người hãy lưu lại những cái thông tin giống như là Đại sứ quán Việt Nam ở bên Singapore hay Đại sứ quán Việt Nam ở bên Đan Mạch, lưu lại thông tin của agency giúp mình hỗ trợ mình làm hồ sơ, lưu lại thông tin của các bên liên quan khác để mình có thể nhận sự trợ giúp khi mà mình cần, hay mình có thể liên hệ trực tiếp khi mà mình cần cái sự giúp đỡ từ họ. Một điều nữa đó là trước khi bay thì mình hạn chế thôi, tức mình không bảo mọi người là tránh hay là mình không đi nhá, là mình hạn chế đi chơi du lịch trước khi mà mình có cái chuyến bay ra nước ngoài. Là bởi vì khi mà mình đi du lịch như vậy thì có khá là nhiều những cái có thể sự cố nó xảy ra, giống như là mình không thể về kịp ngày sau cái chuyến bay này, hay là mình gặp cái sự cố gì đó về giấy tờ, visa, hộ chiếu các thứ, nó sẽ ảnh hưởng đến chuyến bay của mình. Thế nên là mọi người trước khi mà bay mọi người hạn chế nhá, mình hạn chế đi du lịch. Ở trong video này thì mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người cần chuẩn bị giấy tờ và tài liệu gì trước khi mà mọi người bay hoặc là ở sân bay luôn. Bởi vì đôi khi hải quan họ sẽ kiểm tra những cái giấy tờ này, họ sẽ yêu cầu những giấy tờ này đấy. Các bạn thực tập sinh thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị cái hợp đồng này, cái hợp đồng mà thực tập của các bạn, cái nhà ở của các bạn, hay là những cái liên quan đến sự ký kết giữa hai bên. Đấy, khi mà hải quan họ cần họ hỏi show ra luôn, mình không mất thời gian để mình tìm, mình lục các thứ. Các bạn du học sinh thì các bạn cần mang theo cái offer của cái trường đại học đó hoặc là trường cao đẳng đó, và đặc biệt các bạn có thể đem theo cả cái về ký kết về cái dorm hoặc là cái nhà ở các bạn ở bên Singapore nhá. Đồng thời các bạn cũng nên chuẩn bị sẵn một cái kế hoạch học tập hoặc kế hoạch thực tập cho mình. Cái thứ các bạn cần mang theo tiếp theo chắc chắn đấy là hộ chiếu có hiệu lực rồi. Bạn nào mà chưa có hộ chiếu thì cần phải đi làm ngay nha mọi người, bởi vì làm hộ chiếu này sẽ mất khoảng tầm 2 tuần. Nhiều bạn thì có 2 hộ chiếu, thế nên các bạn sẽ phải lưu ý là mình sẽ phải mang đúng cái hộ chiếu nào mà trong đó có cái visa có hiệu lực khi mà mình bay ra nước ngoài. Ra một số giấy tờ khác mà bạn cần mang theo đấy là những cái giấy tờ bảo lãnh từ chủ hay là từ trường. Tất cả những cái giấy tờ này thì để thuận tiện nhất ấy, mọi người nên cho vào một cái túi clean bag để mọi người dễ dàng cầm đi và dễ dàng lấy ra khi mà cần. Mình cũng hay hướng dẫn sinh viên của mình là ngoài cái ba lô hành lý của em ra thì các em cũng nên mang theo cái clean bag đó, thì ở đó thì mình sẽ chỉ đựng hộ chiếu của mình này và những cái giấy tờ này thôi. Thế thì khi mà mình check in hay là khi mà họ hải quan họ có hỏi thì mình rất là nhanh chóng mới có thể đưa ra trình ra cho họ những cái giấy tờ này. Nhân tiện ở video này thì mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người luôn về những lưu ý khi chuẩn bị hành lý xách tay và hành lý ký gửi. Nhiều bạn thì khi mà lần đầu ra nước ngoài thì sẽ rất là bỡ ngỡ với hai cụm từ hành lý xách tay và hành lý ký gửi. Vậy thì hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau hiểu thật là rõ về hành lý ký gửi, hành lý xách tay là như thế nào và những lưu ý của từng loại hành lý nhé.
khi sắp xếp đồ đạc ra nước ngoài, cái gì được mang, cái gì không được mang, hay là ký gửi được mang những gì, sách tay không được mang những gì, luôn là những câu hỏi và thắc mắc của tất cả mọi người. Thế vì thế thì hôm nay mình sẽ tóm gọn cho mọi người rằng những cái gì chúng mình sẽ mang và những gì chúng mình sẽ không được mang ở trong hai loại hành lý này, để mọi người có thể chủ động trong cái việc sắp xếp đồ đạc. Đầu tiên với hành lý sách tay, và chúng mình có một cái chiếc vali nhỏ như thế này, vali nhỏ như này ở đây. Thì đối với cái vali này thì nó có kích cỡ giống như kiểu vali nhỏ để đi du lịch ấy mọi người. Và mình thấy là khi mà mình xách lên nó nặng khoảng tầm 1 cân đến 2 cân gì đó. Đấy, và trong cái kiện hành lý xách tay này của chúng mình thì chúng mình sẽ được mang thường sẽ là 7 đến 10 cân tùy từng hãng may. Mình ví dụ như các hãng như kiểu Quanta hay Thổ thì nó sẽ khoảng tầm 7-8 cân. Nhưng mà có những hãng thì sẽ được 10 cân luôn, như hãng Pháp chẳng hạn. Thông tin số lượng kg được mang thì mọi người đọc kỹ trên vé máy bay nha, như lần trước là mình hướng dẫn đấy. Đối với các bạn du học sinh và thực tập sinh thì mình sẽ có thể recommend luôn cho mọi người nên mang những gì. Đó là trong hành lý xách tay thì chúng mình nên mang khoảng tầm 2-3 bộ quần áo để chúng mình có thể thay hoặc là tắm giặt luôn khi nếu mà cái chặng quá cảnh nó lâu, hoặc là cũng là để san sẻ cái gánh nặng đối với cả cái hành lý ký gửi. Tiếp theo là ở trong này thì mình sẽ đựng các cái đồ sạc này, laptop hay là điện thoại của mình. Và có một lưu đặc biệt đối với hành lý xách tay nha, thì chúng mình sẽ không được mang quá 100ml chất lỏng. Vì thế mà các bạn hãy chiết ra những cái chai nhỏ như thế này để mình có thể đem theo thuận lợi hơn và cũng tránh bị hải quan quét, hải quan hỏi. Bởi vì nếu mà mình mang những cái chai mà lớn hơn 100ml ấy thì các bạn sẽ bị vứt cái chai đó đi. Đó thì nó sẽ rất là lãng phí. Đối với những bạn nữ giả sử như mình thì mình có rất là nhiều đồ tẩy trang, đồ trang điểm này, và chủ yếu nó là chất lỏng. Thì các bạn có thể chiết ra những cái chai nhỏ như này, thì mình thấy là mình mua ở siêu thị có này, hoặc là ở mấy cái Miniso thứ rất là nhiều. Thế nào các bạn hãy chiết ra trước nha, nhớ đấy. Cái chiếc vali cho cái hành lý ký gửi của mình nó thực sự rất là to, siêu to, khổng lồ luôn ấy mọi người ạ. Bởi vì kiểu mình quay ngang đây nó còn không đủ chỗ luôn. Đây mọi người thấy không, rất là to. Và đối với cái vali ký gửi này thì thường các bạn sẽ được mang từ khoảng tầm 20 cân đến 30 cân tùy hãng bay nhá. Về số cân ấy thì mọi người xem kỹ trên về máy bay nha. Các bạn ra nước ngoài thì mình khuyên các bạn nên mang theo ổ cắm chuyển đổi. Cái này rất là nó hữu ích ở Singapore, ở Đan Mạch và châu Âu nha mọi người. Bởi vì có thể ở một số khách sạn hay là một số cái nhà bắt ở ấy thì người ta không có cái ổ cắm giống như Việt Nam mình đâu. Nó sẽ là ổ cắm dạng tròn ấy mọi người ạ. Dạng tròn như này và mình cắm vào đó. Thế là các bạn nên mang theo một cái bộ ổ cắm chuyển đổi để thuận tiện cho mình trong quá trình mình sạc đồ dùng của mình trong quá trình sinh sống ở Singapore, Đan Mạch. Đối với những bạn du học sinh và thực tập sinh ở Singapore thì mình nghĩ là những bộ quần áo mùa đông các bạn sẽ không cần mang quá nhiều đâu, bởi vì ở Singapore thì nó không quá là lạnh, nó hơi ấm ấm như Việt Nam mình ấy. Còn ở Đan Mạch bạn nên mang theo một số bộ quần áo ấm, nhưng mà chỉ khoảng tầm 2-3 bộ thôi là mình nghĩ đã đủ nặng và đủ dùng rồi. Bởi qua Đan Mạch thì bạn cũng sẽ mua mới để mà mình có thể mặc cho nó ấm ấy. Còn bởi quần áo Việt Nam thì qua bên Đan Mạch nó cũng không ăn thua lắm. Một thứ nữa bạn nên đem theo nha, đó là một số các thuốc như kiểu thuốc cảm, thuốc kháng sinh, thuốc giống như là tiêu hóa, đau bụng, cảm cúm gì đó, để khi mà sang đây mà mình lỡ mình chưa quen thời tiết hoặc là chưa quen cái nước bên này ý, mà mình bị ốm, bị cúm thì mình có thể sử dụng thuốc đó ngay, để mình không phải chạy ra cửa hàng thuốc mua. Ngoài ra các bạn cũng cần đem theo một số nhu yếu phẩm mình có thể sử dụng trong vòng 1 tháng hoặc là một vài tuần trước mắt để mình đỡ phải mua lắt nhắt nhiều ý. Mình có thể ví dụ như là kem đánh răng này, hoặc là vài cái gói dầu gội, sữa tắm gì đấy. Đặc biệt là mình có thể đem theo một số thực phẩm châu Á cho những bạn nào mà đi ra Đan Mạch sang châu Âu ấy. Đấy như là mì tôm này, hay các gói gia vị ướp, các gói làm đồ ăn, món ăn Việt ấy, để mình có thể tiện lợi hơn trong việc làm đồ ăn. Còn ở Singapore thì mình nghĩ là những cái thực phẩm này rất là dễ mua, và thậm chí là mình ra siêu thị thì cái gì cũng có luôn ấy. Những đồ ăn có mùi như cá, tôm khô hay là lạp xưởng các thứ gì đó thì mọi người phải hút chân không rất là kỹ nha mọi người, tránh để nó mùi ra những cái đồ vật khác và hải quan họ phát hiện họ sẽ vứt cái đó của mình đi. À, có một cái mình thấy là khá hay, đấy là những bạn nữ có thể đem theo những cái chiếc áo dài hoặc là trang phục truyền thống của Việt Nam mình ấy, để qua Đan Mạch hay là qua Singapore thỉnh thoảng có gì thì mình sẽ mặc đi chơi chụp ảnh nhá. Và sau khi các bạn sắp xếp hành lý xong vào hai vali rồi nhá, cạn cần phải cân lại để chắc chắn rằng chúng mình đã mang đúng với cái số lượng cân được quy định, tránh trường hợp mang nhiều hơn thì khi mà ra sân bay khả năng bị phạt rất là cao bởi vì mình mang quá cân nặng ấy.
đó, hoặc là khả năng mình phải mua thêm cân nó rất là mắc tiền. Thế là mình hãy chỉ mang cái số lượng cân theo đúng như cái chỉ dẫn của vé máy bay thôi. Bạn nào mà có nhu cầu muốn mua thêm, mang thêm nhiều cân thì các bạn có thể mua ở hãng vé nhé. Thì những cái cân nặng này thì mình nghĩ là cái giá nó sẽ dao động theo thời gian ấy. Giả sử như họ sẽ bán một cái pack 5 cân, pack 10 cân khoảng mấy triệu đó. Thì mọi người hãy theo dõi trên cái hãng bay. Và đây cũng là những điều mà mình cảm thấy là giá như mà mình ngày xưa mình được biết trước những cái điều này, thì cái quá trình mà mình ra nước ngoài, sang Đan Mạch, sang Singapore đã thuận lợi hơn rất là nhiều. Và nó đã tránh được rất là nhiều những cái trường hợp ôi trời ơi mất tiền oan ấy. Đấy, thế nên đây cũng sẽ là một cái video gửi gắm cho mọi người và chúc mọi người có những cái chuyến đi thật là thuận lợi nhé. Và trên đây là chia sẻ của mình về những điều mà giá như mà mình ngày xưa mình được biết về cái quá trình bay ra nước ngoài và quá trình chuẩn bị giấy tờ như thế nào. Và hy vọng rằng đây một chiếc video đã hữu ích đối với mọi người để mọi người có thể yên tâm hơn và chủ động hơn trong cái chuyến bay hay lịch trình của mọi người nhé. Và chúc mọi người sắp tới sẽ có một chuyến bay thật là thuận lợi và tràn ngập niềm vui. Và mọi người hãy ủng hộ kênh YouTube của mình. Cảm ơn mọi người. Bye bye. In a world I don't wanna say, just the same damn thing. What's your height, what's your age, what's the price of your wage? And every year we're expected to show.